Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý đồng đạo, tất cả anh chị em, bạn bè gần xa kính mến. Thì hôm nay là buổi tối thứ tư, tính theo âm lịch là ngày 30 tháng 10 niên Nhâm Dần. Thì nó đặc biệt hơn nữa là bữa nay quý vị thấy trên livestream của tôi là tôi không có mặc áo tràng. Nhưng mà tại sao lại đi lên nói chuyện trong buổi tối ngày hôm nay? Cái vấn đề thì lát nữa thì tôi sẽ giải thích sao, như thế nào mà tôi không có mặc áo tràng. Thì lời nói đầu tiên thì tôi xin kính chào tất cả quý vị. Chúc tất cả chị em chúng ta có một cái buổi tối sống trong cái ánh từ quang của chư Phật, được an lạc, được thành tựu trí tuệ, chúng ta được trọn vẹn đức tin nơi giáo lý siêu thượng của Đức Thầy. Nói về thời tiết thì bữa nay là chúng ta đang bước đầu vào cái giai đoạn mùa đông. Thành ra thì từ thời tiết Việt Nam thì từ cái tháng này đó, tức là cuối tháng 10 cho đến tháng 11 đó, thì sẽ bắt đầu lần lần lạnh lên cho tới ngày Đức Thầy chúng ta đản sanh. Kỷ niệm ngày Đức Thầy chúng ta đản sanh là 25 tháng 11 âm lịch đó, thì thời tiết sẽ bắt đầu, trước thì lạnh nhiều nhưng bây giờ thì nó ít lạnh rồi, nó không còn như xưa nữa, người ta nó chỉ se se lạnh thôi. Thưa với quý vị, thì cái buổi tối bữa nay thì mình sẽ nói về một số cái vấn đề mà chúng ta cần bàn, cũng lại là cái vấn đề đức tin với giáo lý tổ thầy. Thì cái vấn đề đức tin đó, tôi nghĩ rằng nó là một cái đề tài bất tận mà chúng ta nói hoài nó không có hết. Tại sao? Tại vì khi mà chúng ta bắt đầu quy y theo một tôn giáo thì cái điều kiện tiên quyết chính đó, tôi thường nói đó, tại sao chúng ta quy theo tôn giáo đó, thì trước tiên là mình tin thì mình mới quy y, phải không? Nhưng mà mình không tin thì làm sao mình quy y cho được. Cho nên vì vậy, chính cái tin đó chúng ta quy y, chúng ta thực hành theo tông chỉ giáo lý, thì đó là một cái điều tiên quyết, là đi đầu trong mọi cái sự tín ngưỡng của mình. Cho nên khi mà nói mà chúng ta nếu không có tin á, trọn vẹn nơi cái tôn giáo chúng ta đang tín ngưỡng, thì đương nhiên là mình cũng không có thành tựu được cái gì. Tại sao tôi nói như vậy? Thì tại sao tin không trọn vẹn mà không thành tựu? Là tại vì chúng ta không tin trọn vẹn thì làm sao chúng ta dám thực hành những cái điều mà trong tôn chỉ giáo lý như Đức Thầy chúng ta dạy, phải gì không? Đó. Cho nên vì vậy thì dám tin, tin một cách trọn vẹn đủ đầy thì cái điều thực hành đó thì chúng ta mới làm được. Mà muốn tin trọn vẹn đủ đầy đó thì không phải một ngày một bữa chỉ nói trên cửa miệng là chúng ta cứ tin như là đủ, mà phải thể hiện đức tin đó bằng cái ý thức, bằng cái việc làm và bằng lời nói nó mới được. Ý thức như thế nào để thể hiện trọn vẹn đức tin? Cái ý thức để thể hiện trọn vẹn đức tin là chúng ta phải ý thức rằng
chọn một đời chúng ta quy theo theo đạo, theo thầy, thì đương nhiên không có một cái tư tưởng nào, một cái sự ngụy thuyết nào có thể hơn được cái tư tưởng, cái tín ngưỡng, cái niềm tin của mình đối với Đức Thầy, đối với giáo lý cho được. Giờ chúng ta phải ý thức rằng hiện tại mình tin cái tôn giáo, cái đạo mình đang theo đó đem cho mình nhiều cái lợi ích mà mình trông thấy, mình cảm nhận được, chứ không phải là chỉ nghe người ta nói rồi bắt đầu rồi biết cái đó là cái hay. Mà chính mình tự cảm nhận, chính mình tự nhận thức. Nó như vậy. Và hành động, hành động đúng đức tin, tức là Đức Thầy dạy cái gì, Đức Thầy nói cái gì, Đức Thầy biểu cái gì, không có sai. Nhất định mấy cái này thì không có để cho nó thiên lệch trong một cái chiều hướng nào khác trong cái việc làm của mình. Và cái lời nói của mình nhất như phải từ ở trong cái hệ thống giáo lý này mà ra. Cái lời nói của mình phải từ nơi cái ý chỉ của Đức Thầy mà ra, chứ không thể nói khác hơn được. Khi mà chúng ta triển khai tư tưởng cho đồng đạo, khi mà chúng ta phổ cập giáo lý cho đồng đạo, khi mà chúng ta đem cái tư tưởng tình thương đến với mọi người, thì không có thể nói khác ngoài cái này được. Phải nói đúng, đúng với lời dạy Đức Thầy. Như vậy thì khi mà chúng ta hội tụ đủ ba cái yếu tố đó, vừa là ý thức, vừa hành động, vừa lời nói, và nó gom lại trong một cái tinh thần tín ngưỡng của mình, thì tôi nghĩ rằng không ai có thể lung lạc được mình theo một cái chiều hướng khác. Và cái trách nhiệm của mỗi tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta càng ngày càng lớn, là giữ gìn sự trong sáng vốn có của nền đạo. Đó là cái điều quan trọng hơn hết. Như vậy thì cái sự trong sáng vốn có của nền đạo là Đức Thầy chúng ta cả một cuộc đời, từ lúc Ngài khai đạo cho đến khi Ngài giáng mặt, hành động trong sáng, lời nói trong sáng, cho tới cái tổ chức trong sáng, chứ không có cái gì để cho chúng ta phải nghi ngờ. Không phải là mình bán giấm khen chua, bán đường khen ngọt, mà là khi mà chúng ta học qua giáo lý, chúng ta thấy cái điều đó rõ ràng. Như vậy thì nếu như cái sự trong sáng vốn có này mà cái người lãnh đạo tổ chức lại cố tình làm cho thiên lệch đi, mất đi cái sự trong sáng vốn có đó, tôi nghĩ rằng cái trách nhiệm đó nó không phải nhỏ đâu. Cái việc làm của mình, riêng mình thì không sao cả, tại vì mình tội của mình nên mình ha, mình lỗi của mình nên mình thôi. Nhưng mà chúng ta đứng vào tổ chức, chúng ta là người lãnh đạo, chúng ta là người đầu tàu, thì cái trách nhiệm đó nó càng cao hơn nữa, càng phải nói là gì? Khi mà chúng ta công ra tới, chúng ta phân ra tới cái trách nhiệm việc làm thì dữ dội lắm. Và nó cũng là cái hôm nay tại sao tôi thực hiện cái live stream này, và tôi không có mặc áo trà, không? Quý đồng đạo mình thấy là những lần trước thì khi tôi lên live stream thì tôi đều mặc áo trà hết, khi mà tôi ngồi trước những cái chỗ tôn nghiêm như thế này. Nhưng ngày hôm nay thì tôi không có mặc áo, tức là từ xưa, trước tiên đó thì tôi cũng xin lỗi tất cả anh chị em là tôi y áo không có chỉnh tề, nhưng mà gì thì cũng tạm gọi là được, chứ không phải là nó quá là tùy tiện. Tại sao? Tại vì hôm nay là cái vấn đề tôi nói thì nó không phải là trao đổi giáo lý hay là phổ cập kiến thức đạo đức gì đối với đồng đạo mình, mà là một số thông tin tôi cần phải phân tách chứ cho đồng đạo chúng ta hiểu. Thì cái vấn đề hôm nay đó là
ảnh hưởng từ khoảng nửa tháng trở lại đây. Đó là cái vấn đề ngày 6 tháng 11 vừa rồi. Tính theo cái ngày giờ ở bên hải ngoại, tức là cái tiểu bang Nam Cali của Hoa Kỳ, tính theo cái ngày giờ của Việt Nam đó, là ngày mùng 7 tháng 10, là nhằm ngày ngày 7 tháng 11 dương lịch, tính theo âm lịch của Việt Nam đó là ngày 14 tháng 10. Cái sự việc này nó xảy ra ở tại hội quán Nam Cali, là vào ngày 6 tháng 11 dương lịch, khoảng nửa tháng trở lại đây, hơn nửa tháng, tính bữa nay là đúng nửa tháng. Thì cái sự việc được xảy ra là cái ngày hôm đó đó, là ở tại Nam Cali, nghe nói là tổ chức cái lễ kỷ niệm là Đức Bổn Sư Viên Tịch tại cái hội quán của mình ở bên đó. Thì nó có một cái vấn đề là có cái ông này, ông cũng nổi tiếng nha, cũng có danh có tiếng ở trong cái cộng đồng YouTube, giờ cũng làm nổi cộm nhiều cái vấn đề về tín ngưỡng. Đó là ông Ngô Tấn Kiệt, cái tên thật của ông là vậy. Nghe nói đâu thì ông qua Mỹ từ năm ông 14, 15 tuổi gì đó, cũng theo gia đình sinh sống, rồi cũng làm ăn này kia, rồi cái đời sống kinh tế nó cũng khá giả, nói chung là cũng giàu đó chứ không phải là chuyện đơn giản. Thì mấy năm nay làm ăn phát triển, thì nghe nói đâu thì có mua một cái phần đất ở trên cái núi Thiên Long Sơn, Thiên Long Sơn ở tại Bắc Cali, tính là mua một phần núi đó để mà cất nhà cất cửa gì, để mà hoạt động kinh tế gì, nhưng mà không có, cất rồi bắt đầu xây tượng, xây đài, xây chùa, xây tháp, xây miếu, xây am như vậy. Thì thấy xây cũng được đi chứ không sao cả. Tôi mấy xưa nay cái chuyện của ông làm tôi không hề quan tâm. Cũng có nhiều người nói với tôi là ông này ông vậy, ông giỏi, ông tài, ông hay như vậy đó, ông có ân điển đâu ở trên đưa xuống cho ông, cái chuyện đó của ông. Tôi nói thiệt là tôi không hề quan tâm ông làm cái gì. Và tôi sẵn đây tôi nói luôn với chư đồng đạo, trong cái thời buổi mạt pháp này, cái nghiệp chướng con người càng dày, cái dục nhiễm con người càng sâu, và cái ý thức lầm lạc của con người càng ngày càng xa, thì tôi không tin rằng có một đối tượng nào có thể nhận được cái sự thiêng liêng thừa hưởng đó. Nó chỉ có hai cái vấn đề mà ta được thôi. Một là người đó là người ta tự tu luyện một cái pháp nào đó mà ngoại đạo á, chỉ họ thiền định để họ thông công, họ thông đồng gì đó. Nhưng mà cái kiểu đó là một cái kiểu để mà luyện thiên linh, để mà sai khiến, làm cái việc theo ý muốn của mình mà sai khiển âm binh, đó là thuộc về tà đạo. Cái thứ hai là cái mà tự phong mình, tự cho mình là chứng, là đắc, là ngộ, là thấu triệt nguồn chân gì đó, cái đó là cái mình quan tưởng. Chính bản thân mình còn phàm phu rạc đây, còn phải học đây, còn phải nói đây, còn phải ăn đây, còn phải ngủ đây, đôi khi còn giận, còn hờn, còn xích mích. Thì đừng nói chi cái chuyện chứng đắc. Có đi chăng nữa đó thì cũng là cái chuyện mình tự nói cho mình thôi. Và hai là mình tự quan tưởng, mình tu cái pháp gì đó để nó lạc thiền, lạc ông gì đó, rồi mình nghĩ mình chứng đạo, rồi mình xưng ông này, ông nọ, 6, 7, 8, 9 gì đó, 5, 4 gì đó. Cái kiểu đó là kiểu của mình tự xưng và mình tự quan tưởng. Và tôi nói cái đó là trường hợp thứ hai đó nha. Trường hợp thứ nhất á, nó hoàn càng nguy hiểm hơn, tức là tự theo một cái môn tu của ngoại đạo.
á, tu môn của ngoại đạo rồi tự điều khiển âm binh này nọ. Cái chuyện có điều khiển được hay không thì chuyện của họ biết, nhưng mà họ nói ru trên miệng là họ nhận được cái điển từ người này, cái ân từ người kia, lời nói từ người nọ, nói trên cái miệng mà ra, chứ chưa có cái gì cơ sở để chứng minh cả. Bây giờ ông muốn chứng minh, ông có người ở trên nói cho ông nghe thì ông chứng minh cho nó rõ đi. Cái người đó họ dốc dáng làm sao, họ bao nhiêu tuổi, chừng ở ngoài đời vậy đó, hay như tính mình tính lượng lượng vậy đó nha. Giờ họ nói nó không phải riêng mình nó đâu, nhưng mà có thể người khác nghe được không? Ông là cái người gì mà ông nghe được mà người khác nghe không được? Đó. Thì cái chuyện của ông Ngô Tấn Kiệt đó, ông mở Thiên Long Sơn, ông xây chùa xây tháp, đó là cái chuyện của ổng, nghe không? Xưa nay tôi không hề quan tâm cái chuyện đó đúng hay sai. Và có người hỏi tôi chỉ cười thôi, tôi nói cái chuyện đó xưa nay nó giống như là mùa mưa, khi mà có vài hạt mưa nó rớt xuống mấy cái dũng ao dũng đầm, hoặc giả là trên đống rơm đống ụ gì đó, rồi tự động ba cái nấm nó mọc lên, hoặc giả là vô cây một thì tự động nấm nó mọc lên, coi chừng nấm ăn vô là tới số. Nấm thì được người trồng người lai người tạo thì ăn nó bổ, mà nấm mà tự mọc khơi khơi ở ngoài đó, coi chừng mưa gió hay là nó vô gốc cây mục mà nó mọc đó. Không phải nấm mèo mà thấy đẹp đẹp tươi tươi đó nha, thấy cái màu sặc sỡ ăn vô là coi chừng tới số. Tôi nói trước là như vậy đó, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Nhưng mà cái chuyện đó tôi nói có một số người nghe thì khó chịu dữ lắm, chứ không phải là thích đâu. Nhưng mà tại họ không có cơ sở, họ không có điều kiện lý luận gì để mà họ nói lại với mình. Thì thôi, tôi tính nó qua rồi, mấy năm nay thì tôi cũng không có hề quan tâm cái kênh YouTube Ngô Tấn Kiệt Official. Nhưng mà cái ngày 6 tháng 11 Tây lịch vừa rồi đó, thì ông ghé hội quán của mình ở Nam Cali. Thì trong cái buổi ghé đó thì ông có lên cái diễn đàn để mà ông nói chuyện. Nhưng mà cái đoạn clip đó thì trong cái buổi nói chuyện đó thì nó không có lâu, như chỉ dọn dẹn trên dưới 30 phút ngắn. Nhưng mà ông lên đó thì ông nói là ông vô ông lễ Phật. Thì lễ thì cái cửa chùa, cái hội quán mình là cái chùa thì cũng rộng mở, thì sẵn sàng đưa ông vào đó. Nhưng cái chuyện có tổ chức có mời hay không là bên đó biết nha, chứ tôi cũng chưa có nói là bên đó có mời hay không mời. Nhưng mà bên đó tự hiểu nha. Cái chuyện mà như không ta tới, mình là chắc ta không tới rồi, có cái chuyện gì khác người ta mới tới. Lên thì nói cũng nói này nói kia, trình bày này kia nọ. Nhưng mà bữa đó thì thưa với quý vị là tôi không có được nghe trọn vẹn cái đoạn video clip đó, do này lý do là tôi bận, tôi đi miền Trung phát quà cho đồng bào. Từ ngày mùng 10 âm lịch là tôi đi rồi, trước ngày 6 đây là tôi đi rồi, tới ngày 19 âm lịch tôi mới về. Tôi nghe được cái chuyện này, thì từ khi nghe thì nó đã đổ bể ra, thì nó đã nhiều vấn đề. Đầu đạo hải ngoại thì cũng biết nhiều, nhưng mà tôi thì tôi hay sao. Nhưng mà nghe nói đâu đó thì vài ngày sau có người phản ánh, thì anh ta, cái anh Ngô Tấn Kiệt đó, anh gỡ cái đoạn, anh chuyển cái chế độ, anh chuyển cái chế độ trong cái trang kênh YouTube của anh, từ công khai cho tới nội bộ. Rồi từ nội bộ anh chuyển qua chế độ là những người thân tín mới được xem. Nhưng mà thật sự thì anh chưa gỡ xuống. Mà tôi thì tôi vào xem được, tại vì tôi không phải nội bộ của anh nha. Mà tôi cũng không phải tín đồ của anh, mà tôi không phải là cái gì thân thiết của anh. Thành ra tôi vào tôi xem được cũng phải thôi, chứ không có gì lạ. Nha. Thì anh lên anh nói gì đó thì cũng có đồng đạo phản ánh. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó thì phía sau cái buổi nói chuyện của anh thì có số đồng đạo mình ở Việt Nam, như là chú Nguyễn Châu Lan, đã lên phản biện lại những cái sai trật mà anh nói trong cái buổi hôm đó.
ảnh xưng ảnh là như thế nào. Anh tự đứng trên bục giảng rồi anh quơ tay quơ chân trước mặt chân dung Đức Thầy nha. Đó, rồi anh xưng anh kêu những người ở dưới là đệ tử môn đồ gì đó. Khi thì anh xưng anh là Tân Kiệt, khi thì anh xưng anh là sư phụ. Vậy đó. Thì nghe nói đồng đạo chú Nguyễn Châu Lan thì đã có lên tiếng phản biện vấn đề này rồi. Hai cái video đăng được lên YouTube trong cái buổi live stream của chú Châu Lan thì đã đăng lên, thì chắc là tới tay của ảnh. Thì cái ngày 19 tây vừa rồi, là cách đây vài ngày, thì anh tiếp tục anh live stream ở trên cái trang, cái kênh YouTube là Nguyễn Tấn Kiệt Official. Nguyễn Tấn Kiệt Official. Thì anh like như vậy đó, rồi anh mới đăng lên YouTube. Thì lúc nãy tôi mới nghe đây, tôi cũng vừa mới nghe xong cái đoạn live stream đó, cái video đó. Thì đó là cái nguyên nhân tại sao bữa nay tôi không có bằng đắp mặc áo lễ, áo tràng. Thì tôi cũng bắt chước ảnh thôi, ảnh lên nói chuyện với công chúng á. Cái thứ nhất á, ảnh không hề có một chiếc y, chiếc áo nào mà đúng chất là người đạo cả. Anh mặc áo vest tông, anh ngồi trên ghế sofa, anh chéo chân, anh nhịp giò, nhịp cẳng đó mà. Nói theo cái tiếng miền Tây là anh nhịp giò, nhịp cẳng đó. Nhưng mà anh chéo chân thì anh vừa nhịp điệu bài bản lắm. Anh ngồi giống như là vừa uống cà phê ở ngoài quán ngoài trời vậy đó. Nhưng mà anh lên anh ngồi, anh nói gì đó, rồi có mấy người ngồi dưới rồi cũng ngồi nghe đông lắm nha. Trong cái đoạn bây giờ đồng đạo mình cứ việc vào trong YouTube, mở cái trang là Nguyễn Tấn Kiệt Official, thấy cái đoạn livestream đó của anh mới đăng phát thì đấy thôi, chứ một hai ngày đấy. Thì không có gì khác lạ hơn những lần trước. Lần này lên thì cũng nói cái chuyện thiên cơ thời cuộc, nói cái chuyện là thế giới chiến tranh này kia nọ, rồi anh nhờ ân điển cho hay ảnh là anh biết vậy vậy đó. Có người hỏi ảnh là sao anh biết, nó bí mật, cái này anh biết thôi chứ không ai biết, ảnh là sứ dữ như vậy đó chứ không phải là chuyện đơn giản, nghe không? anh nói là duyên anh biết thôi chứ mấy người kia không có biết, tức là bí mật như vậy đó. Thì tới cái phút 22 ở trong cái đoạn video đó thì có nhắc tới, đề cập tới cái chuyện mà anh đi lại cái hội quán miền Nam Cali của mình. Anh nói tôi không phải đạo Hòa Hảo. Tôi nhớ kỹ câu đó rất kỹ mà tôi còn lưu ở trong cái YouTube, và tôi lưu lại trong điện thoại của tôi. Tôi lưu lại cái đoạn đó. Anh nói kỹ là tôi không phải là Phật giáo Hòa Hảo, tôi không phải đạo Hòa Hảo. Tôi vô đó tôi chỉ giếng thôi, tôi lễ Phật, khó khăn gì mà tới mức độ tôi lại sư phụ mà cũng bắt lỗi tôi nữa. Thưa với anh Ngô Tấn Kiệt, thật sự thì không ai bắt lỗi anh cái chuyện đó đâu. Nhưng mà tôi nói cho anh nghe là trong tôn chỉ giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đó, trước khi Đức Thầy giáng mặt thì Ngài đã dặn rất là rõ là chân dung của Thầy cho đến thầy mình cũng vậy, chỉ xá thôi. Thành ra tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thật rất là kính trọng Đức Thầy, đã coi thầy là Phật, nhưng mà đã chỉ xá thầy thôi chứ chưa ai bao giờ lại thầy cả, tại vì Đức Thầy không cho phép điều đó. Nhưng mà đối với tín đồ á, đối với anh là cái người ngoại đạo, anh tại vì anh xưng anh là Phật giáo Hòa Hảo, thành ra tôi gọi anh là người ngoại đạo cũng đúng chứ không sai. Đối với anh là người ngoại đạo thì anh có quyền lại chứ không phải không. Anh có quyền lại, tại vì nếu mà anh tin anh chính anh trọng thì anh có quyền lại. Điều đó thì không ai bắt lỗi anh cả. Nhưng mà có bắt anh đi nữa đó là cái chỗ là anh tự đứng trên bục giảng mà anh gọi những người ở dưới đệ tử, mà trong cái số đó không phải ai cũng là đệ tử của anh, nghe anh Ngô Tấn Kiệt, mà là những người đó là những người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thực thụ. Không biết có cái ông nào đứng kế đó thì tôi không hiểu có phải là tín đồ của anh hay không, nhưng mà tôi bảo đảm anh những người nghe cái đoạn video đó, thậm chí là bản thân tôi không phải là đệ tử của anh mà anh biểu sư phụ này sư phụ nọ nhé.
Người ta có nói cái lỗi anh đi nữa là người ta nói ngay cái chỗ đó, đó chứ không có phải nói cái chỗ nào khác. Rồi tiếp theo thì từ cái phút 23-24 thì anh Ngô Tuấn Kiệt này mới nói là anh phân tách cho Lam năm cái hạng người mà không có thể độ được, năm cái hạng người không thể độ được. Thì tôi nghe tới chỗ này thì nói cha cho anh này, chúng cũng có nghiên cứu kinh sách á, biết cái chỗ mà những hạng người mà không độ được thì Phật có nói, không duyên Phật không độ được, không tin Phật không độ được, người nghiệp chướng nặng nề thì Phật khó độ được. Những người mà không phải thân người mà do nó giả xóa hiện hình thì Phật độ cũng không được, hoặc giả là cái người khác dạng Phật độ cũng không được. Nói chung mấy cái này đó thì mình đã đọc trong kinh sách, mình tính là cái anh bạn Ngô Tuấn Kiệt này, xin lỗi tôi xin phép được kêu anh bạn, khi anh bạn không phải xin lỗi tại vì anh lớn tuổi hơn tôi, thôi bây giờ tôi kêu bằng anh đi cho nó có dễ nghe chút, anh cũng thông cảm tại vì trong cái lúc đàm thoại với nhau thì nó cũng có cái chỗ riêng mình sơ suất ha, mà tôi kêu bằng anh Ngô Tuấn Kiệt. Thì anh biết á, ở trong kinh Phật thì đã có nói như vậy. Thì khi tôi nghe anh nói là năm cái hạng người không có độ được thì tôi tính rằng anh cũng có kinh, anh biết về kinh sách nhiều. Thì tôi cố gắng tôi lắng nghe thêm coi nói cái gì. Nhưng mà thật sự những cái anh đưa ra năm cái hạng người trong đó nó hoàn toàn không dính líu gì tới lời của Phật dạy, không dính líu gì tới lời của Phật nói cả. Cái cử chỉ hành vi của anh lên nói chuyện trước công chúng, anh xưng anh là tên Kiệt, anh gọi là quý vị, rồi họ anh kêu anh là sư phụ, anh gọi là mấy đứa, rồi mấy đứa có nghe vô đó không? Mà những người anh gọi là mấy đứa có những người ta lớn tuổi hơn anh, thậm chí có người bằng tuổi cha, tuổi mẹ, tuổi ông, tuổi bà ngồi dưới, anh kêu là mấy đứa. Vậy thì cái ngã chấp của anh nó nằm còn lớn hơn cái người mà anh đề cập ở trong live stream. Tôi biết anh không có nói tên, nhưng mà tôi biết anh muốn đề cập thấy ai. Tại vì chú Nguyễn Châu Lan đã có hai cái đoạn video phản biện phân tách về cái việc của anh nói ở trong hội quán Nam Cali. Từ nơi cái chỗ đó cho nên anh Ngô Tuấn Kiệt anh mới bức xúc. Cương vị mình là Thiên Long Sơn, là Thiên Long giáo chủ, mà lên mà cứ hô hào hổ báo như là cái không biết gì thì kỳ quá. Tôi biết anh là cũng hậm hực lắm, anh cũng bực bội lắm, anh cũng cay cú lắm, nhưng mà thô tháo coi không được, thành ra anh chịu cũng không nổi. Sau khi nghe thông tin này rồi là tới ngày 19 là tiếp tục anh lên live stream, anh lên live stream anh trình bày, anh nói là trong năm cái hạng người đó thì có cái hạng người là mang kiến cận, rồi bắt đầu chỉ biết lật sách tìm chữ này kia. Rồi những người lên thì biện bạch phân tách này kia, cái lỗi nặng nề sau này coi chừng tìm gốc dừa, mà chính bản thân anh cũng không có biết cái gốc dừa là câu chuyện nó ra sao. Thật tôi nghe kỹ đó, nhưng mà anh cũng không biết câu chuyện gốc dừa ra sao, nhưng mà anh nhờ một cái người ở dưới kể, mà tôi cũng không hiểu có cái ông đồng đạo nào đó cũng lớn tuổi bên Phật giáo Hòa Hảo của mình mà lại ngồi ở trong cái diễn đàn đó nghe cái anh Ngô Tuấn Kiệt nói chuyện, rồi cầm mic lên kể lại câu chuyện về cái cây dừa, hàng dừa mà đức thầy biểu đức ông dừa lại ở sau tổ đình. Và câu chuyện á, câu chuyện bảy còn cháu nọn đạo thắng kể hai câu chuyện đó, anh là người được thông công đức thầy chúng tôi mà, anh nói là anh nói chuyện đức thầy tôi được mà, không lẽ đức thầy thôi kể câu chuyện này cho anh nghe sao? Ủa sao kỳ vậy, mâu thuẫn vậy? Anh đã từng anh nói rằng anh tự xưng anh là nói chuyện với đức thầy chúng tôi được, đức thầy chúng tôi phó chúc bài thơ này bài thơ kia, mà trong cái đoạn video đó anh đã là cầm lên đọc nữa, anh nói là đoạn bài thơ này 579 rồi chịu đời nổi không, mà tôi không biết cái bài thơ đó từ đâu nó rọt ra trong tay của anh. Mà tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tôi chưa hề có bài đó. Thơ thì bắt dần bắt nẻn, khi thì lấy vài câu ở trong Sấm Trạng Trình, khi thì lấy là vài câu ở trong Kim Cổ Kỳ Quan của ông Bà Thới.
Khi thì rút tỉa trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo của chúng tôi, mà anh lại dám nói là Đức Thầy chúng tôi cho cái bài đó cho anh năm 79. Ủa, như tại sao Đức Thầy chúng tôi cho anh được cái bài đó năm 79 rồi mà cái câu chuyện Đức Thầy chừa cái hàng dừa phía sau tổ đình với câu chuyện bây còn của Đức Thầy tôi chưa kể cho anh nghe sao? Mà anh phải nhờ cái người ngồi dưới đó cầm mic để kể cho anh nghe lại. Như vậy thì anh có nghe được cái gì đâu. Rõ ràng là anh nói nhỏ nhỏ nghe thôi, nghe anh bạn Ngô Tướng Kiệt của mình. Anh là cái người nói dốc mà không có biết kiểu. Nói cho kỳ chứ thì nói dốc mà không biết kiểu. Tại sao? Tại sao nói dốc mà không biết kiểu? Người ta nói dốc biết kiểu là người ta để nói dốc người khác tin như thiệt á. Nhưng mà anh cũng có biết kiểu là cái lúc mà lên tự xưng á, anh mở Thiên Long Sơn này kia, này kia nọ đó, anh tự xưng cái đó là nói dốc biết kiểu, lên anh dụ được nhiều người theo anh. Nhưng mà tới Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi đó thì anh chưa biết kiểu nói dốc, anh không biết kiểu nói dốc. Thành ra anh nói là anh nghe Đức Thầy chúng tôi tâm sự, nói chuyện Đức Thầy chúng tôi, mà cái câu chuyện ông Bảy Còn, câu chuyện hàng dừa phía sau tổ đình tại sao anh không biết, anh phải nhờ một người dưới để kể cho anh nghe rồi anh mới nói theo. Như vậy thì anh rõ ràng anh nói dốc rồi, anh đâu có gặp thầy tôi đâu. Nếu gặp là phải nói, phải biết à, thầy tôi có nói cái chuyện đó cho anh nghe đó. Đó là hai vấn đề. Cái vấn đề thứ ba đó là anh cho rằng cái người mà nói anh là người đó bị đọa. Thì đương nhiên nếu mà trách lầm là mang nghiệp vào thân, Đức Thầy chúng tôi nói rất là rõ. Nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tán bang. Một lời nói mà yên nước lại nhà, lời nói có thể tan nhà nát cửa. Thì nó tác hại như vậy cũng có luôn ha, chứ không phải là chuyện không có. Anh nói đúng, có nghĩa là cái người nào ta nói sai về anh kìa, ta nhận xét không đúng về anh kìa, thì cái đó thì là lỗi lầm thiệt. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trong hai cái đoạn video của chú Nguyễn Châu Lan không có nói sai gì anh, mà nói rất đúng. Phân tách những cái chỗ mà anh tha, anh sai, anh lệch trong cái buổi nói chuyện ở tại hội quán Nam Cali, và có những cái ngôn từ nó trúng tim đen của anh, nó trúng ngay cái nhược điểm của anh. Thành ra anh nghe bắt đầu anh cay đắng quá. Thành ra tới ngày 19 tay anh mới lên anh livestream anh nói nữa, nhắc tới vấn đề này nữa. Nếu thật sự thì anh là cái người bao dung độ lượng, là cái người gọi là trên trước đó mà, người có nhận ân điển ân sứ gì đó, thì anh cũng không có lên nói mấy chuyện này. Tại vì cái chuyện nó qua rồi thì thôi, không có nhắc nữa. Đúng sai thật giả gì đó để sau này tự động anh biết thiên cơ mà, phải không? Anh nói biết thiên cơ mà, thì tự động sau này thiên cơ quyết định nhá. Chứ không có bây giờ không bạn biện bạch chi cho nó dài dòng. Cái người hiểu chuyện là người ta vậy đó, người hiểu chuyện là người ta vậy đó, ta không có biện bạch dài dòng mà tự động sau này thiên cơ quyết định. Đó là cái người ta hiểu thiên cơ. Còn này, nghe người ta phản biện vì mình những cái mình thiên lệch, mình nói sai. Cái bản thân cương vị là Thiên Long Sơn giáo chủ, nghe bực bội quá. Mà không lẽ lên la làng la sớm thô tháo như cái người không biết gì thì nó nào phải. Thành giả cũng lên livestream, thấy không? Mà nói theo cái cách rất là cay đắng. Cay đắng lắm. Tôi đồ chừng trong lòng anh cay đắng lắm. Anh giận hờn nhiều lắm chứ không phải là không giận. Nhưng mà cho dù thưa với anh Ngô Tướng Kiệt, thôi, cái cương vị mình là giáo chủ mà, mình là người lớn mà, phải không? Mình dám mình gọi những người ngồi dưới mình nghe mình nói chuyện đó là mấy đứa nha. Những người mà lớn tuổi bằng cha bằng mẹ mình á, mình gọi là mấy đứa, thì thôi mình trên trước mà, mình đâu có giận hờn chi mà nó chất chứa tới mấy ngày dữ gì anh. Anh để anh chi trong lòng đó, rồi bắt đầu anh lên livestream anh cười, anh nói kiểu anh vừa cười anh vừa ngạo. Nhưng mà tôi đổ chừng anh cay đắng, anh tức anh dữ lắm, thành ra anh mới nói kiểu đó. Tôi cũng thông cảm cho anh. Nhưng mà nói là nói như vậy thôi,
Nhưng đây là một cái vấn đề thử thách rất lớn với cái niềm tin giáo lý, niềm tin tôn giáo đối với tất cả đồng đạo chúng ta. Cái việc Ngô Tấn Kiệt xuất hiện ở trong hội quán Nam Cali của mình đã nói lên điều gì? Nói lên vấn đề là cái niềm tin của đồng đạo chúng ta ít nhiều gì đã bị lung lay rồi đó. Thành ra cái sự xuất hiện của Ngô Tấn Kiệt mới nằm ở trong hội quán Nam Cali. Nếu như niềm tin Đức Thầy chúng ta vẫn vững thì không có ai có thể thay thế Đức Thầy cả, trừ khi nào là Ngài trở về bằng xương, bằng thịt, bằng cái mà chúng ta thấy rõ ràng. Chỉ chinh tin nơi thực tế là mắt thấy tai nghe, chứ không có phải quyển hoặc mơ hồ, muốn nói gì nói, muốn xưng gì xưng, và muốn thông câu, muốn ăn điển gì đó. Điều đó không có phải. Và là người hiểu đạo, thấy thật sự đúng rồi gọi là chánh kiến, nghĩ thật sự đúng rồi gọi là chánh tư duy. Mà hai cái chánh này nó khởi điểm của bát chánh đạo. Từ cái thấy đúng, cái nghĩ đúng đó đó, rồi mới sanh ra được chánh ngữ, chánh niệm, chánh định, chánh, mới sanh ra được là chánh mạng, chánh ngữ, mới sanh ra được chánh nghiệp chứ. Từ cái chánh kiến, chánh tư duy đó, nó đúng rồi đó mới được cái chánh nghiệp, nó đàng hoàng, nghề nghiệp đàng hoàng, việc làm đàng hoàng. Thì mới chánh tinh tấn, cái niềm tin chúng ta nó mới vững vàng, cũng từ nơi chánh kiến, chánh tư duy mà ra, chứ không khác. Nếu mà niềm tin vững vàng rồi là sanh mạng chúng ta được toàn diện, được trong sạch là chánh mạng. Tinh thần chúng ta được vững, sanh mạng được trong sạch. Rồi cuối cùng lời nói chúng ta sẽ theo chân lý, từ cái nghĩ đúng, cái thấy đúng của mình. Mình nghĩ mình nói đúng gì thì lời nói nó đúng. Rồi cái ý tưởng chúng ta cũng chân chánh từ nơi cái nghĩ đúng, cái thấy đúng đó. Rồi từ từ nó sẽ sanh ra định lực từ nơi cái nghĩ đúng, cái thấy đúng đó. Rồi cái chánh kiến, chánh tư duy phải sắp hàng đầu thứ nhất và thứ nhì ở trong bát chánh đạo. Cái chánh kiến, chánh đúng sự thật, Đức Thầy chúng ta định nghĩa kiến thấy xem xét, chánh kiến dòm thấy xem đúng theo sự thật. Cái gì sự thật là thấy, là biết, là tin. Còn quyển hoặc mơ hồ, chưa có thấy, chưa có biết ở đâu thì tin cái giống gì, nghe cái giống gì, hiểu cái giống gì. Cái tư tưởng chân chánh của chúng ta được rèn đúc từ cái thấy cái đúng đó, chứ không phải xa lạ hơn nữa. Quý vị, khi mà chúng ta học tôn chỉ giáo lý Phật giáo Hảo, Đức Thầy chúng ta sắp theo hệ thống. Coi kỹ đi. Mà cái hệ thống này á, nó không phải Đức Thầy chúng ta sắp đâu, mà từ đời Thế Tôn đã có sắp cái hệ thống này rồi. Từ nơi cái trí tuệ siêu phàm của Thế Tôn, Ngài tu tập, Ngài chứng quả vị vô thượng Bồ Đề. Và đó là 8 con đường để đi đến cái quả diệt khổ tuyệt đối. Mà nó cũng hình thành từ nó cái thấy đúng, cái nghĩ đúng đó mà ra. Các bậc thánh nhân A-la-hán muốn chứng quả được cái quả vô lậu thì cũng phải đi từ cái nấc thang chánh kiến, chánh tư duy đó, chứ không có khác hơn được. Như vậy thì bây giờ chúng ta không thấy thì làm sao chúng ta tin? Chúng ta không biết mà chúng ta đi tin, thì cái tin đó là cái tin của tà tư duy, của tà kiến mà nó ra nó chứ đâu phải gì hết. Thành ra cái này, cái chuyện mà Ngô Tấn Kiệt xuất hiện ở trong cái hội quán Nam Cali của chúng ta tại Hoa Kỳ, thì chúng ta thấy rằng đồng đạo ở bên đó nói riêng và trong quốc nội nói chung, và tất cả đồng đạo chúng ta đều nói là cần phải củng cố ngay cái chánh kiến và chánh tư duy cái đã. Có được hai cái này rồi thì chúng ta không sợ gì, không lo gì bị người khác dụ dỗ, không sợ gì, không lo gì bị người khác khuyến dụ mình theo. Câu chuyện thì nó cũng xảy ra bức xúc, nó không phải là không phải không bức xúc đâu. Bức xúc đối với ai? Đối với những người mà ta chọn niềm tin với Phật giáo Hòa Hảo, đối với những người mà ta chọn một lòng tin với Phật, với Đức Thầy, ta bức xúc nhiều lắm đó.
chứ không phải là người ta không bức xúc. Nhưng mà ta bức xúc, ta không nói với ai được, ta chỉ biết âm thầm, ta lặng lẽ, ta trở về nhà mà ta than với Đức Thầy là: Thầy ơi, ở tại hội quán của mình ngày hôm nay xảy ra cớ sự như vậy đó, không biết ông nào bà nào, không biết anh nào chị nào mời cái ông đó về để ông nói vậy, để cho đồng đạo mất niềm tin. Từ cái than đó của đồng đạo thôi mà cái người tổ chức trách nhiệm đó là tôi thấy có lỗi rồi đó. Thì ngày hôm nay sở dĩ tôi nói chuyện với Ngô Tấn Kiệt mà tôi không có đắp, tôi không có bận y, tôi không có đắp y lên mình, là tại vì anh Ngô Tấn Kiệt ảnh trên cương vị là người lớn của Thiên Long Sơn, chuẩn bị làm giáo chủ của Thiên Long Đạo. Anh nói chuyện anh còn chéo chân mà, anh ngồi trên ghế sofa mà, thấy không, anh còn nhịp nhịp cái chân ảnh nữa ở trên sofa. Ở quý vị vào cái trang Ngô Tấn Kiệt official để chúng ta thấy rõ ràng. Anh ngồi anh nhịp chân đó. Thì tôi cũng không có cái lý gì mà tôi ngồi tôi đắp y mà tôi nói chuyện với Ngô Tấn Kiệt. Và cái buổi nói chuyện của tôi ngày hôm nay là tôi mong rằng tất cả chư đồng đạo, ai có nhận được cái live stream này, ai mà biết làm YouTube á, thì lấy gì làm giùm tôi. Tại vì tôi không có kênh YouTube, xưa nay chỉ có Facebook cá nhân vậy thôi, rồi lên chia sẻ với đồng đạo thôi, chứ Facebook, chứ kênh YouTube thì tôi không có lập, tôi không có làm cái chuyện đó. Ai có YouTube thì xin mời lấy cái live stream này về rồi đưa lên trên YouTube giùm tôi. Thì tôi mong rằng cái live stream này sẽ tới anh Nguyễn, anh Ngô Tấn Kiệt, rồi anh nghe rồi anh tự nhận thức. Đây là những cái lời nói của tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo mà chúng tôi xin nói lại một lần nữa là chúng tôi không hề tin anh, chúng tôi không hề tin anh. Anh có xưng anh là ông, là bà, là thánh, là thần, là tiên, là Phật gì nữa là cái chuyện của anh, chúng tôi cũng không hề tin anh. Tôi nói thẳng riêng bản thân tôi là vậy đó. Anh cũng đừng có hòng mà anh lung lạc được niềm tin như những người ta hiểu thấu chân lý của Phật Giáo Hòa Hảo. Anh cũng đừng có hòng anh thay đổi được cái vị trí của Đức Thầy người ta trong lòng mà thay vào lại của anh. Anh đừng hòng điều đó ha. Tôi xin cho anh Ngô Tấn Kiệt hay trước vấn đề đó. Giờ đây xin cảm ơn tất cả anh chị em mình đã theo dõi cái live stream của tôi. Chúc tất cả quý vị có một cái buổi tối mùa đông. Ngày thứ tư, xin nhắc lại là bữa nay là ngày 30 tháng 10. Được giữ vẹn đức tin trong sáng nơi Phật Giáo Hòa Hảo, được tròn vẹn đạo quả khi mà ngày chúng ta mãn kiếp hồng trần để sanh lạc quốc, được tròn vẹn hạnh đức khi mà chúng ta kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả. Xin thân ái kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.